Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh thành trường mầm non mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Sau thịt lợn, đến lượt giá thịt vịt giảm mạnh gây khó khăn cho người chăn nuôi. Nhiều doanh nghiệp không thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Nghị lực vượt khó của cậu học trò nghèo trường tiểu học Đỉnh Cao B. Tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực bến bãi xã Hải Triều hoạt động hiệu quả. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 5, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ khánh thành trường mầm non Nguyễn Văn Linh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ngôi trường được lấy tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con quê hương Giai Phạm. Công trình là nhà lớp học 2 tầng, được khởi công xây dựng từ năm 2015, diện tích xây dựng 920m² với 16 phòng, tổng kinh phí xây dựng 10 tỷ đồng. Nguồn vốn xây dựng ngoài tiền ngân sách nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng. Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ 3 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Kakagi Việt Nam hỗ trợ bàn ghế, trang thiết bị đồ dùng dạy học. Chương trình xin chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thời gian vừa qua giá lợn hơi giảm sâu làm người chăn nuôi chưa hết lao đao, thì hiện nay giá vịt thịt và trứng vịt tiếp tục giảm mạnh làm cho người chăn nuôi gặp khó khăn. Hiện tại thương lái thu mua vịt chỉ với 21.000 đồng một kg hơi, giảm 24.000 đồng một kg so với thời điểm trước. Trứng vịt chỉ còn 1.500 đồng một quả, giảm một nửa. Do vịt thịt và trứng giảm mạnh làm nhiều trang trại gia trại không nhập thêm vịt giống nuôi tái đàn. Hiện giá vịt giống cũng bị giảm, chỉ có giá 800 đồng đến 1.200 đồng một con, giảm 3.300 đến 3.700 đồng một con. Nguyên nhân của tình trạng giá vịt giảm hiện nay là do trong thời gian qua, số hộ chăn nuôi vịt tăng nhanh, trong khi đó sức tiêu thụ của người dân chưa cao. Mặt khác, do giá lợn hơi xuống thấp, người tiêu dùng có xu hướng chủ yếu sử dụng thịt lợn trong bữa ăn hàng ngày, dẫn đến cung vượt cầu, đẩy giá cả xuống thấp. Như ngày hôm qua chúng tôi bán hơn 1.000 vịt, giá cân tại nhà là có 21.000 một cân. Và tầm mỗi một con vịt bây giờ thua lỗ tầm được khoảng 25 đến 30.000 đồng một con vịt. Đấy, mà mấy con vịt giống bây giờ trừ chi phí tất cả các thứ gì thì có chừng là cán bã công là mất trắng, không được cái gì. Sau 5 năm thực hiện, đến nay xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang mới vận động và xử lý được khoảng 200m² đất dôi dư của 10 hộ với số tiền thu được là trên 300 triệu đồng. Thống kê năm 2015, toàn xã có gần 1.000m² đất dôi dư thuộc về 36 hộ dân. Đây là địa phương có diện tích đất dôi dư thấp hơn rất nhiều so với các địa phương khác trong huyện Văn Giang. Nhiều hộ đã xác định có đất dôi dư muốn được xử lý, nhưng xã không đồng ý bởi các hộ này nằm cạnh các tuyến đường huyện, đường xã, giáp sông, còn liên quan đến hành lang đường, hành lang thủy lợi. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tiến độ xử lý thấp. Hiện xã đang chờ số đo mới để xác định thêm những diện tích dôi dư. Vì lợi ích của người lao động và của chính doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải tự giác chủ động phối hợp với cơ sở y tế để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đó cũng là một trong những nội dung Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định, nhưng nhiều doanh nghiệp ở tỉnh ta vẫn chưa quan tâm thực hiện vấn đề này. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, năm 2016, tổng số người lao động trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ là trên 87.400 người thuộc 226 đơn vị doanh nghiệp. Trong đó, số người lao động được khám bệnh định kỳ ở 68 đơn vị doanh nghiệp có yếu tố môi trường có hại là trên 100.000 người. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 1.170 doanh nghiệp đang hoạt động, đơn vị ít cũng có 10 công nhân. Những doanh nghiệp lớn, số người lao động có thể lên đến khoảng 3.000 người. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến vấn đề khám sức khỏe cho người lao động. Các cái môi trường mà dễ gây ra cái bệnh nghề nghiệp là những môi trường là có yếu tố liên quan về hóa học, về lý học mà nó phát sinh ra từ cái sản xuất. Đa phần các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì hầu như là họ không nghĩ đến mà không coi trọng cái bệnh nghề nghiệp đâu. Hai là họ cũng do là họ không hiểu về cái thông tư nghị định của cái khám bệnh nghề nghiệp và cái quy định của Bộ Y tế về cái khám để tìm ra bệnh nghề nghiệp. Chính vì thế khi mình đi giám sát, mình kiểm tra thì họ thấy là hầu như là không thực hiện được. Cũng theo kết quả kiểm tra của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tại 31 đơn vị sản xuất về các yếu tố liên quan đến môi trường lao động cho thấy, có 13 đơn vị có môi trường làm việc không đảm bảo, tỷ lệ mẫu về độ ồn, độ ẩm, độ gió, ánh sáng không đạt chuẩn. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động, làm tăng nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp như bụi phổi, viêm phế quản mãn tính, nhiễm độc, bệnh về da. Đáng nói là tại các doanh nghiệp này cũng mới chỉ thực hiện khám bệnh định kỳ cho người lao động, chứ chưa thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Thực tế, để khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động sẽ làm tốn một phần kinh phí của doanh nghiệp, nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường bỏ qua. Mặt khác, do đội ngũ bác sĩ chuyên khoa bệnh nghề nghiệp và cán bộ làm công tác xét nghiệm y học lao động ở tỉnh ta còn mỏng. Trang thiết bị phục vụ cho công tác khám và chẩn đoán bệnh còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu các xét nghiệm chuyên sâu. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp chưa hiểu rõ tầm quan trọng đối với công tác khám sức khỏe định kỳ nên không thực hiện khám, phát hiện, chẩn đoán và giám định bệnh nghề nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện việc luân chuyển cán bộ từ tuyến huyện thành phố về công tác tại xã phường thị trấn, thời gian qua ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực. Trải qua 15 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau tại Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, tháng 7 năm 2015, từ trưởng phòng tư pháp huyện Ông Họa được luân chuyển về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo. Không ngại va chạm, không sợ mất phiếu bầu, ông đã cùng tập thể địa phương từng bước giải quyết những khó khăn tồn tại kéo dài. Ngoài việc đoàn kết quy tụ các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ xã, ông còn trực tiếp giải quyết dứt điểm được 8 trên 10 đầu đơn thư vượt cấp kéo dài, ngăn chặn kịp thời các vi phạm về quản lý đất đai tại thôn. Tôi quan tâm nhất về vấn đề an ninh nông thôn, về an ninh trật tự thì bước đầu, những ngày đầu tháng đầu tôi quyết tâm cao, cho nên cái tình hình an ninh trật tự ở đạo cực kỳ là tốt. Không có những sự việc lớn xảy ra, đặc biệt là không có trọng án. Từ tháng 7 năm 2015 đến nay gần 2 năm rồi, 1 năm 10 tháng không có cái vụ trọng án nào về an ninh trật tự. Còn về an ninh nông thôn thì xin thưa với các đồng chí rằng là lúc đầu tôi về thì tôi vẫn thấy manh nhà vẫn có dấu hiệu là giao đất cho thuê đất trái thẩm quyền. Và kể cả những năm tháng sau này, đầu 16 cũng vẫn còn cái hiện tượng giao đất cho thuê đất trái thẩm quyền. Tôi đã quyết liệt cùng tập thể ban chấp hành đảng ủy quyết liệt ngăn chặn được, và đến bây giờ là giải quyết xong những sự việc mà giao cho thẩm quyền. Nhiều phong trào ở Lạc Đạo những năm trước đây có chiều hướng chững lại, nhưng từ khi cán bộ luân chuyển về giữ vị trí chủ chốt làm đúng và hiệu quả, tất cả vì phong trào chung cho địa phương đã tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân trong xã. Tôi mong là làm nào mà tất cả những người mà đã được điều chuyển cố gắng vừa học hỏi vừa lắng nghe vừa chọn học để sao cho giải quyết được những cái nguyện vọng chính đáng của họ nó kịp thời, thế là tốt nhất. Hình ảnh chàng thanh niên thế hệ 8X Lê Hữu Tùng thường xuyên đến từng khu dân cư tuyên truyền để người dân không vi phạm lấn chiếm đất công đã quen thuộc với nhiều người dân xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Từ phó bí thư huyện đoàn được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã từ giữa năm 2015. Một trong những dấu ấn để lại qua gần 3 năm đảm nhận chức vụ của người bí thư xã trẻ nhất tỉnh hiện nay là đã giải tỏa được 47 điểm lấn chiếm đất đai và không để phát sinh lấn chiếm mới. Một điều mà trong nhiệm kỳ trước, lãnh đạo địa phương này chưa làm được. Với cái trọng trách mà đảng và tổ chức đã phân công, chúng tôi cũng không ngại cái sự va chạm đó để thực hiện hoàn thành các cái nhiệm vụ mà đảng bộ và nhân dân cũng như là cơ quan cấp trên giao phó. Thời gian qua, huyện Văn Lâm có 5 trưởng phó các phòng ban của huyện được điều động luân chuyển về công tác tại xã. Huyện Yên Mỹ có 2 trường hợp. Những địa phương có cán bộ được luân chuyển về đã tạo chuyển biến tích cực về nhiều mặt, đặc biệt là trong giải quyết ngăn chặn các sai phạm về quản lý đất đai, giải quyết đơn thư. Nhiều người trong số đó đã được quy hoạch vào những vị trí cao hơn sau thời gian luân chuyển về cơ sở. Đây chính là bài học, kinh nghiệm rất cần được nhân ra diện rộng. Chiều ngày 26 tháng 5,
Đảng bộ trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ kết nạp cho đoàn viên ưu tú Dương Hồng Sơn, đảng viên đầu tiên là học sinh của huyện Văn Giang. Đoàn viên Dương Hồng Sơn là một gương mặt nổi bật của trường khi em luôn tham gia nhiệt tình và tích cực vào các hoạt động của nhà trường, cùng thành tích học tập nổi trội với nhiều giải thưởng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Sau khoảng thời gian rèn luyện và trau dồi đạo đức, em chính thức được quyết định kết nạp vào Đảng ngày 16 tháng 5 năm 2017, trở thành đảng viên là học sinh trung học phổ thông đầu tiên sau 15 năm thành lập Đảng bộ nhà trường và là đảng viên khi đang là học sinh trung học phổ thông thứ hai của tỉnh Hưng Yên sau 50 năm. Không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, em Trần Văn Phúc, lớp 4B trường tiểu học Đỉnh Cao B, huyện Phổ Cử, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhưng với lòng quyết tâm và nghị lực vượt khó, em đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Khi em cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc bệnh của cha ngày càng trở nặng. Để có tiền chạy chữa cho chồng, mẹ của Phúc phải rời xa nhà lên Hà Nội đi giúp việc cho gia đình khác. Rồi khi cha mất, mẹ vẫn phải đi làm xa, chị gái lại đi học xa nhà. Phúc, một cậu bé 7 tuổi, phải tự mình lo toan cho cuộc sống. Em luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong học tập. Nhưng mặc dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng em đã có ý chí nghị lực vươn lên rất là tốt. Ngay từ năm lớp 3, cô chủ nhiệm thì đã thấy là em có những cái tố chất, những tư duy về môn toán. Và tôi cũng cùng cô giáo hiệu trưởng là động viên em tham gia giải toán V-Olympic các cấp và... Đặc biệt là sang đến năm lớp 4 thì em có một cái thành tích là rất là nổi bật. Cái trong lớp thì là một học sinh ngoan, luôn chú ý nghe giảng và có tinh thần cầu thị rất là tốt. Được phân công là lớp phó phụ trách lao động, em có tinh thần trách nhiệm rất là cao, luôn hòa mình với các bạn. Thấy hoàn cảnh khó khăn của Phúc, với tấm lòng nhân ái, cô Trần Thị Thục, hiệu trưởng nhà trường đã nhận em về chăm sóc, lo cho em từng bữa cơm, giấc ngủ, ngày ngày lại đưa em đến trường. Với tình yêu thương, sự nhiệt tình của cô Thục đã giúp Phúc vơi bớt đi sự thiếu vắng tình cảm gia đình, giúp em có thêm nghị lực để tiếp tục học tập. Không phụ sự mong mỏi của mẹ, tình thương yêu của thầy cô giáo và bạn bè, em luôn chủ động trong việc học tại lớp và tại nhà, mạnh dạn trao đổi với thầy cô và bạn bè. Nhờ đức tính cần cù, chịu khó mà trong suốt các năm học, em đều đạt học sinh giỏi toàn diện, đứng đầu về các phong trào hoạt động của trường, của lớp. Trong năm học vừa qua, em đã đạt giải 3 cấp tỉnh cuộc thi giải toán qua mạng. Dù chặng đường đến với tri thức của Phúc còn nhiều gian nan, nhưng tin rằng với sự quyết tâm và nghị lực, em sẽ đạt được ước mơ của mình. Sau này em muốn làm nghề cảnh sát để giúp ích cho xã hội. Điều em mong mỏi nhất là mẹ em giải hết nợ và mẹ em về với em. Từ một khu vực phức tạp thường xảy ra trộm cắp tệ nạn, đến nay an ninh trật tự khu vực bến bãi, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã được đảm bảo nhờ hoạt động của tổ tự quản do chính những chủ doanh nghiệp và người dân tham gia. Xã Hải Triều có 1,7 km bờ sông Luộc với khoảng 10 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 100 lao động tham gia và là nơi tập trung nhiều tàu thuyền qua lại buôn bán vật liệu xây dựng. Những năm trước hay xảy ra mất trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Để khắc phục, tổ tự quản có 7 thành viên đã phối hợp với công an xã tăng cường nhiều biện pháp như tuyên truyền các chủ tàu thuyền qua lại trên địa bàn thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, phát hiện những sự việc có dấu hiệu mất an ninh trật tự và ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra vụ trộm cắp nào trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2016 đến nay, tổ tự quản đã cung cấp cho chính quyền và công an 6 nguồn tin về tình hình an ninh trật tự, phối hợp với công an huyện và xã xóa bỏ dứt điểm tụ điểm tập trung sử dụng ma túy của các đối tượng nghiện giáp danh giữa xã Hải Triều và xã Đức Thắng. Thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong khu dân cư, nhiều hộ dân ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đã thực hiện hỏa táng khi có người thân qua đời. Bố mất, hai anh em ông Liễn ở thôn Đồng Xá đã lo hậu sự bằng hình thức hỏa táng. Hai ông cho biết đây không chỉ là quyết định của con cháu trong gia đình mà còn là lời trăn trối của bố trước khi qua đời. Sau khi hỏa táng, người thân sẽ xây mồ mả kiên cố, không phải cải táng, đảm bảo vệ sinh môi trường, đỡ tốn kém mà vẫn đảm bảo về mặt tâm linh. Bởi vậy, những năm qua, phong trào hỏa táng ngày càng được nhân rộng ở Đại Đồng, đặc biệt là khoảng 3 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm có 40% số người chết đưa đi hỏa táng. Riêng thôn Đồng Xá, 100% hộ dân đều thực hiện hỏa táng khi có người thân qua đời.
nhờ dân vận khéo, công tác xã hội hóa tại thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận cao trong toàn thôn khi xây dựng nghĩa trang đồng bộ. Đến nay, thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang đã quy hoạch nghĩa trang đồng bộ với diện tích 4 mẫu, trong đó mỗi nhân khẩu tự nguyện đóng góp 8m² và 540 triệu đồng cùng số tiền từ những người con xa quê để xây dựng khu cát táng và hung táng riêng biệt cùng các khu mộ theo hàng lối cùng kích thước. Việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ tại thôn không chỉ tạo khuôn viên ngăn nắp mà còn giải quyết được tình trạng nhận đất cho người chưa chết đang xảy ra tại nhiều nơi. Cũng tin liên quan đến xã Hồng Quang. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, tại thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, một bé gái 5 tuổi đã bị đuối nước do sự bất cẩn của người lớn. Bố mẹ đều đi vắng nên cháu được gửi ông trông, tuy nhiên do không để ý, cháu đã chạy ra chỗ khu vực ao gần Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang chơi, không may bị trượt chân và bị đuối nước. Như vậy là chỉ trong mấy ngày đầu mùa hè, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm làm 3 cháu nhỏ thiệt mạng. Đây là bài học cho tất cả các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con nhỏ hơn nữa và để các em tránh xa khỏi những khu vực ao hồ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 5 tháng đầu năm 2017, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông làm chết 52 người, làm bị thương 54 người. So với 5 tháng năm 2016, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương giảm 4 vụ, nhưng số người chết vẫn không giảm. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông, đó là phóng nhanh, vượt ẩu, không chú ý quan sát và chuyển hướng không đúng quy định. Các địa phương có số vụ tai nạn giao thông xảy ra nhiều là huyện Văn Lâm xảy ra 18 vụ, làm chết 13 người, làm bị thương 13 người. Huyện Khoái Châu xảy ra 10 vụ, làm chết 7 người, làm bị thương 9 người. Tiếp đó là huyện Phù Cừ, xảy ra 9 vụ, làm chết 12 người. Trên tuyến sông Hồng và sông Luộc chảy qua địa bàn tỉnh, còn nhiều đoạn cong cua, luồng hẹp và một số điểm khan cạn gây mất an toàn giao thông đường thủy, cần có những giải pháp khắc phục. Ngoài 2 điểm khan cạn trên sông Luộc, tại km 68 50 thuộc xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, km 49 700 thuộc xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, thì trên 2 tuyến sông Hồng và sông Luộc có 3 điểm rất cong, luồng hẹp gây khó khăn cho các tàu lưu thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Tại km 72, khu vực ngã ba cửa Luộc, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường thủy dẫn đến hậu quả chết người. Nguyên nhân khi các tàu đến đây phải chuyển hướng đột ngột vì luồng chạy tàu hẹp. Trên sông Hồng, tại khu vực xã Tứ Dân, Đại Tập, huyện Khoái Châu và xã Mai Động, huyện Kim Động cũng tồn tại nhiều điểm mất an toàn giao thông đường thủy do luồng chạy tàu hẹp phải chuyển hướng đột ngột. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai, Chủ nhật ngày 28 tháng 5, cùng với những tin tức thời sự cập nhật trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệu quả từ chăn nuôi bò thịt ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang. Gương những đoàn viên thanh niên làm kinh tế giỏi. Trường mầm non xã Tân Quang đảm bảo tốt an toàn thực phẩm, bữa ăn bán trú. Sông Trương Đìa đoạn qua xã Toàn Thắng bị ô nhiễm do người dân vứt rác thải xuống sông. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.